nơi rồi, chứ không phải là một nơi đâu, nhiều lắm, cả mấy chục nơi luôn, nhưng mà có duyên ở đây sao lại chọn ở đây ra. Thì cảm giác mới đầu thì sợ thôi, nhưng mà trong khi làm thì không có gì hết. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nha khoa thì sang trọng, sạch sẽ và dễ thương nữa, nhân viên rất dễ thương, rất là thật sự nha. Tình trạng nhân ban đầu của mình với chị thì nó không đến nỗi xấu, nói chung là bị ố vàng thôi, rồi răng nó không được đều, nói chung là không tự tin khi cười thôi. Nói chung là ăn uống bình thường, khi mà làm xong họ có cảm giác đau, có cảm giác gì hết trơn. Nói chung là mình mới làm xong thì mình chưa có quen với cái hàm răng mới thôi, chứ đau buốt thì không có. Sau khi có răng rồi, răng đẹp rồi thì cười nhiều hơn. Nói chung là rất là tự tin khi cười.